Khu này là khu nội soi anh chị nha, khu nội soi, đây là khu tim mạch. Đây là mát.
siêu âm. Có gan, có siêu mạch máu. Phòng siêu âm gan. Hết rồi, lên tới đây là lầu 4 đó chị. Lầu 5 là coi là gì đây. Có một cái lầu phía trên. À, khoa xét nghiệm di truyền.